Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tài xế lái xe quá 48 tiếng trên tuần sẽ bị phạt. Đây là quy định mới trong Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 vừa được thông qua vào tháng 6 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hiện tại, theo Luật Giao thông Đường bộ 2008, thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên, Điều 64 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định mới về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ như sau. Thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Lái xe liên tục không quá 4 giờ và đảm bảo các quy định có liên quan của Bộ Luật Lao động. Quy định này áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ và người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Như vậy, so với Luật Giao thông Đường bộ 2008, luật mới đã bổ sung thời gian làm việc trong một tuần của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Nếu vi phạm quy định này, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, theo Điều 23 Nghị định 100/2019/EDCP. Đối với chủ phương tiện, Điều 30 Nghị định 100/2019/EDCP có quy định mức phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với chủ ô tô giao xe hoặc để cho người làm công tác điều khiển xe quá thời hạn quy định, làm quá giờ quy định. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 31 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong thời gian 1 tháng. Từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, các chủ phương tiện và học sinh chở học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh. Trên lĩnh vực đường bộ, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường huyện, tỉnh, các tuyến quốc lộ, địa bàn gần khu trường học, khu vực có nhiều thanh thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc xử lý tập trung vào các hành vi vi phạm như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi, rú ga, điều khiển xe chở một bánh trên xe hai bánh, sử dụng chân trống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy, lạng lách đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cùng với đó là các hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, học sinh phụ huynh vi phạm dừng đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển đưa đón học sinh. Trên lĩnh vực đường sắt, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát tại các điểm đường sắt giao nhau với đường bộ, khu vực trường học gần với đường sắt, các điểm vui chơi giải trí gần với đường sắt, tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt, không chấp hành tín hiệu đèn ở đường ngang có lắp đặt đèn cảnh báo. Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát khu vực bến cảng, bến thủy, tuyến đường thủy thường xuyên chở học sinh đi học.
các hành vi vi phạm tập trung xử lý là đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người, không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm cho học sinh, đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động đưa đón học sinh, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, không mặc áo phao khi tham gia giao thông trên đường thủy, thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Từ tháng 1 năm 2025, tăng mức phạt không đội mũ bảo hiểm và các lỗi phạt đến 8 triệu với xe máy. Đó là một số đề xuất trong dự thảo mới nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho người tham gia giao thông. Đề xuất mức phạt không đội mũ bảo hiểm. Tại khoản 2, điều 30, Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Hiện tại, theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Nghị định số 123/2021/NDCP, người điều khiển xe mô tô. Hiện tại, theo quy định tại Nghị định số 100/2019 và Nghị định số 123/2021/NDCP, người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai đúng quy cách sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 đồng cho đến 300.000 đồng. Theo dự thảo nghị định mới, mức phạt sẽ được điều chỉnh tăng lên đáng kể từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, quy định tại điểm N khoản 0, khoản 3, điều 8 của dự thảo. Mức tiền phạt cụ thể áp dụng với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Theo dự thảo, mức phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô xe máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt người điều khiển xe. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ, trong ngoài đô thị. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Mức phạt tiền có thể tăng lên từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm quy định trên mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. Các đề xuất trên là những điểm mới của dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Các quy định này nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho người tham gia giao thông, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Từ tháng 1 năm 2025, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại kỳ họp thứ 7 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đáng chú ý, luật sẽ có quy định mới về những hoạt động chi từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Điểm A khoản 3 điều 85 quy định tổ chức cá nhân giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ cụ thể như sau. Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được chi cho các hoạt động.
hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ gây ra, tổ chức cá nhân giúp đỡ cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ gây ra, hỗ trợ cho tổ chức cá nhân tham gia tuyên truyền giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được nhà nước đảm bảo kinh phí. Về nguyên tắc hoạt động, quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông không vì mục đích lợi nhuận, việc quản lý sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, quỹ chỉ được chi hỗ trợ cho các hoạt động theo quy định khi ngân sách nhà nước chưa chi hoặc chi chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc hình thành quỹ từ các nguồn tài chính và được chi cho các hoạt động nào, quy định việc thành lập quản lý sử dụng quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.